Hello và xin chào tất cả các bạn đến với kênh Mê Thủ Thuật của mình, và mình là Cường đây. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái ứng dụng khá là hay để cho các bạn có thể xem video YouTube ở ngoài màn hình điện thoại, hoặc là các bạn có thể tắt màn hình điện thoại mà vẫn có thể nghe nhạc được. Đó là những cái tính năng khá là hay. Ok, thì cái ứng dụng này nè, khi các bạn kéo xuống phía dưới nè thì nó sẽ có một cái màn hình nhỏ ở đây. Đó. Xem video ở ngoài màn hình nè. Đó, và các bạn có thể sử dụng những cái ứng dụng khác như là YouTube, Zalo, các bạn vừa nhắn tin mà các bạn vừa có thể xem video được. Ngoài ra khi các bạn tắt màn hình điện thoại, đó thì như các bạn thấy, các bạn vẫn có thể nghe nhạc được nha, rất là hay luôn. Đó. Các bạn có thể cắm tai nghe vào để nghe vào lúc buổi tối. Ok, thì nếu như các bạn thấy thích cái ứng dụng này thì bây giờ chúng ta cùng thực hiện cài đặt nha. Bắt đầu nào. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải và cài đặt một cái ứng dụng để giúp cho các bạn có thể xem video YouTube ở ngoài màn hình nha, với cái hình thu nhỏ. Và ngoài ra nó còn có một cái chức năng khác nữa, đó chính là nó sẽ cho phép các bạn có thể nghe nhạc YouTube mà tắt màn hình điện thoại. Nó khá là hay. Thì ở đây, cái ứng dụng này mang tên là YouTube Vansit. Thì cái ứng dụng này không có trên CH Play nha. Chính vì vậy mà các bạn không có thể tải được trên ứng dụng CH Play được, mà các bạn cần lên trang chủ của nó, trang web chính của nó để tải. Thì các bạn làm như sau. Các bạn chỉ cần mở trình duyệt web của các bạn lên, xong rồi các bạn tìm cho mình cái trang web mang tên là YouTube Vansit. Thì cái đường link của cái trang web thì mình cũng sẽ để ở phía dưới phần bình luận đầu tiên luôn, để cho các bạn dễ dàng vào trang chủ của nó để cài đặt. Hoặc là các bạn có thể nhập theo cái chữ ở phía bên tay phải màn hình điện thoại nè. Đó. Ok, ở đây mình sẽ nhập trang web nha. YouTubeVansit.com. Và đây là cái giao diện của trang web nè. Thì ở đây nó sẽ nói sơ qua cho các bạn những cái tiện ích cũng như là công dụng của cái ứng dụng này. Thì các bạn có thể kéo xuống phía dưới để đọc nha. Thì cái trang web này nó toàn là tiếng Anh thôi các bạn. Chính vì vậy nếu như các bạn sử dụng Google Chrome hoặc là Cốc á, thì các bạn có thể dịch sang tiếng Việt để đọc. Thì các bạn có thể tìm hiểu sơ qua những cái tính năng của nó nha. Ok, thì để tải thì các bạn có thể kéo xuống phía dưới nha. Các bạn kéo xuống phía dưới nè, và nó có cái mục là tải xuống YouTube Vansit nè. Và nó sẽ có 3 mục ở đây để cho các bạn tải về cho phù hợp với điện thoại của các bạn nè. Đối với những dòng điện thoại đã chưa được root nè, chưa được mở khóa, hoặc là điện thoại nào đã được mở khóa rồi thì các bạn có thể tải ở đây. Hoặc là đối với những cái thiết bị mà Magic nè. Thì điện thoại của mình chưa được root thì mình sẽ tải ở cái mục đầu tiên nha. Đối với thiết bị không root nè, các bạn chỉ cần click vào tải xuống. Thì trong cái phần này các bạn có thể kéo xuống phía dưới. Đây, kéo xuống phía dưới nha. Và các bạn tải ứng dụng theo cái dạng là file.apk. Ứng dụng bên ngoài đó các bạn, dạng file.apk. Thì để tải các bạn có thể chọn những cái phiên bản ở đây. Thì ở đây nó có rất là nhiều cái phiên bản nha. Đây mình sẽ cho các bạn xem thêm nhiều phiên bản nữa, 10 phiên bản luôn nè. Đó. Rất là nhiều phiên bản với những cái màu sắc khác nhau. Đây, những cái màu như là màu trắng, màu hồng nè. Thì trắng hồng, nền của nó là màu trắng, chữ là màu hồng nha. Thì các bạn lưu ý như vậy. Hoặc là trắng tối nè, là nền của nó là màu trắng và chữ là màu đen. Trắng đen nè, đó cũng vậy. Hoặc là trắng xanh. Đó, tức là nền màu trắng và chữ là màu xanh. Thì các bạn có thể tải những cái phiên bản phù hợp với các bạn ở đây. Ở đây mình sẽ tải phiên bản là trắng tối nha. Đây. Sau khi click vào phiên bản của mình rồi, của mình lựa chọn rồi, thì các bạn có thể click vào chữ tải xuống nè để tải file ở dạng là APK. Và cái ứng dụng nó có dung lượng khoảng tầm trên 60 MB nha.
Ok, thì các bạn chỉ cần chờ một lúc để cho nó tải về xong thì các bạn có thể mở lên và cài đặt. Ok, các bạn click vào mở file lên nè để cài đặt ứng dụng. Thì việc cài đặt ứng dụng này cũng khá là dễ nha các bạn, giống như các bạn cài đặt những cái ứng dụng trên CH Play vậy. Thì lưu ý với các bạn, nếu như điện thoại của các bạn chưa cho phép ứng dụng cài đặt ứng dụng bên ngoài thì các bạn nên cấp quyền cho nó nha. Các bạn nên cấp quyền là cho phép điện thoại cài đặt những cái ứng dụng bên ngoài CH Play. Xong rồi các bạn có thể click vào chữ cài đặt nè ở góc phía bên tay phải màn hình. Và các bạn chỉ cần chờ một lúc để cho nó set up và cài đặt. Ok, thì như vậy nó đã cài đặt xong. Thì sau khi cài đặt xong rồi thì các bạn có thể thoát ra nha. Các bạn thoát ra màn hình và các bạn tìm đến cái ứng dụng của nó. Thì cái ứng dụng của nó có hình logo là giống như cái YouTube vậy các bạn. Đó, cái màu YouTube ở đây nè. Các bạn mở ứng dụng lên giúp mình. Ok, và giao diện của nó thì các bạn có thể xem là nó giống y chang như ứng dụng YouTube luôn. Các bạn click lock nè. Để vào ứng dụng. Đây. Đó. Cái giao diện của nó y chang như của ứng dụng YouTube vậy. Nó sẽ giúp cho các bạn có thể dễ dàng sử dụng hơn. Với những cái thang ở phía dưới nè, y chang luôn. Thì các bạn có thể đăng nhập tài khoản Facebook của các bạn vào đây để sử dụng luôn nè. Đó. Các bạn đăng nhập vào để sử dụng nha. Ở đây mình sẽ không đăng nhập. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng nha. Thì đối với cái ứng dụng này thì các bạn có thể xem video như bình thường. Nhưng mà các bạn có thể thu nhỏ cái màn hình video của các bạn lại ở một góc để có thể xem ở ngoài màn hình. Ví dụ bây giờ mình sẽ mở một tờ video đi. Đây mình sẽ mở một bài nhạc này đi. Đây bài nhạc này. Ok, thì mình mở bài nhạc này rồi. Thì để thu nhỏ cái màn hình này lại thì các bạn có thể vuốt từ phía dưới xuống nè. Các bạn chỉ cần vuốt từ trên xuống. Đó, như vậy là nó đã thu nhỏ màn hình điện thoại của các bạn lại nè. Thu nhỏ cái màn hình YouTube lại, cái video lại. Khi đó các bạn có thể thoát ra luôn. Đó. Và nó có một cái màn hình nhỏ ở ngoài đây. Đây. Nó sẽ có một cái màn hình thu nhỏ ở ngoài. Và các bạn có thể di chuyển cái màn hình này. Đó, và các bạn có thể vừa xem video mà có thể làm những cái công việc khác nữa. Ví dụ mình vừa xem video này nha. Và mình có thể lướt Facebook cũng được. Đây mình sẽ mở Facebook lên nè. Và mình lướt. Đó, và video nó vẫn còn ở đây. Khi đó các bạn có thể vừa xem video YouTube mà có thể lướt Facebook. Cực kỳ là đơn giản nha. Đó là cách để có thể thu nhỏ màn hình YouTube lại để xem video ngoài màn hình. Ngoài ra thì nó còn có thể là tắt màn hình điện thoại vẫn có thể nghe nhạc được. Đây, mình sẽ mở to lên tí cho các bạn nè. Và tắt màn hình điện thoại. Đó. Và nó vẫn nghe được nhạc nha. Và khi các bạn tắt màn hình thì nó sẽ có một cái truyền phát nhạc ở đây nè. Để cho các bạn có thể dễ dàng điều hướng. Các bạn có thể dừng âm thanh lại nè. Hoặc là mở lên. Đó, tùy các bạn. Rất là dễ sử dụng nha. Và cái ứng dụng này nó còn có nhiều màu sắc khác nữa. Thì các bạn có thể chọn cho mình một cái màu tùy thích các bạn. Để các bạn có thể xem video, sử dụng trải nghiệm ứng dụng này một cách hay nhất. Ok, thì đến đây video của mình cũng đã kết thúc. Thì nếu như các bạn thấy video của mình hay và hữu ích với các bạn, thì các bạn hãy đừng quên cho mình một like cũng như đăng ký kênh của mình để có thể xem nhiều video mới nha. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, và xin chào tạm biệt các bạn nha.